Hôm qua chúng tôi đã thông tin về việc Việt Nam có thể sẽ đối mặt với tình trạng cạn kiệt kháng sinh do thói quen sử dụng tùy tiện của người dân. Khảo sát của Bộ Y tế mới đây cũng cho thấy có đến 90% các loại thuốc kháng sinh bán cho người dân đều không cần có đơn thuốc. Đây là nguyên nhân chính khiến tình trạng kháng thuốc ngày càng gia tăng ở nước ta trong thời gian qua. Theo kết quả khảo sát, trong tổng số gần 3.000 nhà thuốc điều tra ở khu vực phía Bắc, thì phần lớn kháng sinh được bán mà không cần đơn. Trong đó, 88% là ở thành thị, 91% ở vùng nông thôn. Trong đó có 3 loại kháng sinh được bán nhiều nhất là ampicillin, amoxicillin, cefalexin và azithromycin. Không chỉ ở các hiệu thuốc mà ngay cả tại khu vực bệnh viện, việc sử dụng kháng sinh cũng rất phổ biến. Có những loại thuốc mới đưa vào thị trường Việt Nam chưa đầy 10 năm đã giảm độ nhạy cảm với vi khuẩn.